cuối cùng cũng đã chịu ra rồi ha. Ta là một quý anh, là ta muốn gặp người. Tiểu nữ, gặp hoàng thượng cũng không chịu quỳ hả? Xin lỗi nha, cặp chân của ta có gắn vòng, không được tiện lắm. Được, ngươi chính là một quý anh, quả thật trời ban sắc đẹp, dung nhan lẫy lực, tại sao lại làm giặc? Ngươi nên biết, uy hiếp kẻ khác phép vua không tha. Trẫm khuyên ngươi hãy mau đầu hàng đi, rồi sau đó trẫm về cung. Trẫm hứa là không bao giờ làm khó dễ ngươi. Bộ ngươi tưởng đâu làm vua thì muốn gì được đó sao? Một quý anh, ngươi, ngươi dám lăng nhục hoàng thượng à? Các chuyện khác ta không cần biết, ta chỉ biết một chuyện là vụ án của Dương gia quản lại 3 tháng mới xét xử, hoàng thượng có đồng ý không? Nếu như trẫm không đồng ý thì sao? Vậy ta sẽ làm một chuyện nữa, tóm lại bắt người phải chấp nhận. Một quý anh, ngươi là một nữ phái đơn phương độc mã, lại không phải là thứ đàn bà tam đầu lục diện. Hơn nữa sử vệ đại đồ của trẫm ai cũng đều là võ nghệ cao siêu, trẫm muốn coi thử ngươi có khả năng nào buộc được trẫm đây chứ. Người đâu, bắt hắn lại cho ta, nhưng mà đừng có làm thương động đến hắn. Lên! Mộc Quế Anh, ngươi muốn gì đây? Bây giờ mạng của ngươi trong tay ta, ngươi muốn ta thế nào? Nếu như ngươi chịu tha trẫm thì trẫm cái gì cũng chịu hứa. Ta muốn có 3 tháng thời gian để điều tra rõ vụ án của Dương gia, ngươi đồng ý không? Ta chấp nhận, chấp nhận. Mộc cô nương, buông tay. Mộc cô nương, Mộc cô nương, cô đừng bao giờ làm như vậy. Đừng nha. Thái quân, sao bà lại tới đây? Lão phù được biết hoàng thượng tới đây sẽ có tai nạn xảy ra, cho nên dù giả tới Thiên Ba phủ nghe được về tội tráng chỉ, đem cả thái quân tới đây, hy vọng sẽ làm sáng tỏ án này. Lưu thừa tướng, thái quân, mau cứu trẫm, mau cứu trẫm. Đã tới nước này rồi, không có ai cản được ta đâu. Mộc cô nương, lão thần biết cô làm như vậy là vì Dương gia, vì tôn bảo, nhưng Dương gia tuyệt đối không chấp nhận hành động uy hiếp vua của cô nương đâu. Thái quân, bà có cách khác tốt hơn sao? Mộc cô nương, lão thần đã biết nếu Dương gia xử không được tốt, kém khéo léo sẽ bị họa diệt vong. Tại Dương gia ta bị quan ức, cũng không thể chấp nhận cái tội danh nghịch chủ. Gia kỷ của Dương gia có 4 chữ là tận trung báo quốc, đó là di huấn duy nhất của Lệnh Công để lại khi còn sống. Dương gia đời đời kiếp kiếp phải phục tùng theo đó. Hôm nay ta là người chưởng quản Dương gia, ta càng không thể vi phạm di huấn của lão Lệnh Công. Một cô nương, cô bất chấp tất cả mạo hiểm cứu Dương gia, cứu Tôn Bảo, là ân nhân của Dương gia, nhưng mà cô đi quỳ hiếp hoàng thượng, lại trở thành kẻ thù của Dương gia rồi. Bây giờ cô lại khiến cho lão thần phải khó xử. Vì nghĩa ta không thể coi cô là kẻ thù. Còn về trung, ta không thể nhìn cô quỳ hiếp thiên tử, cứ bỏ mặc mà không lo tới. Mộc cô nương, ta van xin cô tha cho hoàng thượng, ta không muốn để cho Dương gia mang tiếng là bất trung. Mộc cô nương, xin nhận lão thần một lại. Thế quân, đừng bao giờ làm vậy. Tôi thả ông rồi. Hoàng thượng, hoàng thượng đừng sợ. Mộc Quế Anh, nhà ngươi thật là gan dạ, dám khi quân phạm thượng, ngươi có biết tội không? Bây giờ ngươi là vua sao? Hoàng thượng, có cho rằng ta có tội không? Nói đi. Hoàng thượng, một cô nương chỉ vì Dương gia, lão thân cam chịu tội thế cho một cô nương. Hoàng thượng, Dương gia bị quan ức mờ ám, Mộc Quế Anh vì muốn cứu trung thần phải ra hạ sách này, vì lý không đúng nhưng mà có thể tha thứ, xin hoàng thượng hãy miễn tội tha thứ. Thừa tướng, Mộc Quế Anh đã phản nghịch bất đạo còn nói tốt cho y nữa hả? Ông có ý gì đây? Nè Mộc Quế Anh, người mau thả gia quyến của ta đi nha. Nếu tất cả có bề nào phương hại, lão phu không thể nào tha cho người. Người muốn biết bọn họ có chuyện hay không thì tự mình vô coi đi. Con à, cứu mẹ đi. Lão già cứu rồi. Bàn Thế Sư, gia quyến của ngươi còn ngồi ở đây, không có ai bị thương hết. Nãy giờ tất cả không sao chứ?
Mộc Quế Anh con yêu nữ có làm khó tất cả không? Con à, Mộc cô nương không có làm khó tất cả, cổ chỉ là điểm quyệt hết tất cả thôi. Yên tâm đi, phụ lão yếu nhược không phải đối tượng để ta ra tay đâu. Mộc Quế Anh, ngươi để dùng võ lực uy hiếp ta, lẽ ra phải trừng trị bằng quốc pháp. Nhưng mà ta nể tình lão thái quân, trẫm tha cho ngươi một lần. Còn việc vừa rồi hứa với người đó, hoàng thượng, quân bất hiến ngôn, ông không phải muốn nuốt lời chứ? Ê, đã như trẫm đã hứa rồi thì không bao giờ thay đổi ý định. Nhưng mà kỳ hạn 3 tháng đó sửa lại 1 tháng, trẫm có thể tha cho Dương Tôn Bảo cùng ngươi tìm bằng chứng. Còn về Dương Lục Lan, không phải bị nhốt ở trong thiên lao để làm con tin. Nếu như trong vòng 1 tháng không tìm ra được nguyên hung để làm chứng, thì trẫm sẽ thi hành quốc pháp tiên trảm Lục Lan, tru di Dương gia. Được, thì 1 tháng bất luận giới nào, ta cũng sẽ đưa nguyên hung về đây để chứng minh cho người thấy Dương gia trong sạch. Tôn Bảo thiếu gia nhà mặt cô nương, chuyến đi Đại Linh này nguy hiểm trùng trùng, mọi việc phải cẩn thận. Thái quân, xin cứ yên tâm, Tôn Bảo sẽ lấy kỳ hạn 1 tháng bắt nguyên hung giải về Đại Lý Tự. Quê anh cô nương, những chuyện cô đã làm cho Dương gia, lão thần sẽ khắc cốt ghi tâm. Nếu trong vòng 1 tháng cô với Tôn Bảo bắt được nguyên hung trở về, rửa sạch tội cho Dương gia, đại ơn đại đức đó, lão thần ngày nào còn sống sẽ độ báo ngài. Thái quân trọng lời rồi. Quý anh, mình khởi hành đi. Quý anh, Tôn Bảo, hai người phải bảo trọng, phải cẩn thận muôn bề đó. Vua của Đại Liêu đã căn dặn chúng ta, ở trong vòng bồng trộn ra ấu chúa đăng ngai kế vị. Từ nay mọi việc nội ngoại đều do ấu chúa toàn quyền xử lý. Ngài muốn làm thế nào thì cứ việc làm, chúng tôi sẽ xuất đẩn trung can bảo vệ ấu chúa. Như vậy thì ta là vua hả? Đúng rồi ấu chúa à, từ nay những gì ngài nói đó là thánh chỉ. Ngài muốn giết kẻ nào sẵn sàng giết được. Làm vua phải thương dân như con, đâu có thể nào tùy tiện giết người. Ê ấu chúa, ngài thương đó là người sĩ đàn của mình đây, còn ngài phải giết đó là giết hết người Hán. Làm vua phải giết hết người Hán hả? Đúng vậy, người Hán chỉ là trâu chó chết đáng thương. Được, sau khi ta làm vua thì nhất định sẽ giết hết người Hán. Nhưng mà bây giờ ta đói bụng quá, mau đem đồ ăn lên cho ta ăn đi. Được, truyền lệnh. Ông chúa thế nào? Khốn kiếp, tên thích khách đó thật sự là ai chứ? Tham kiến ba vị đại nhân. Tiêu Thiên đã tới trễ, chưa thể bảo vệ ấu chúa, tội đáng phải chết. Ấu chúa có thể chọn nữa, nhưng mà chuyện này không thể xảy ra tiếp. Từ nay giao mọi việc cho ngươi xử sự, nhất định phải bắt cho được thích khách. Xin đại nhân yên tâm, Thiên Tả đã cho người theo dõi thích khách, nhất định sẽ bắt được trộn ổ bọn chúng. Vì nơi đây an toàn, đích thân ngươi đi một lần đi. Thiên Tả tuân lệnh. Những việc mà hậu căn dặn Trung Nguyên đã làm xong. Thôi được, cực nhọc cho ngươi. Hào Nam, tiếp theo nữa mình phải làm cách nào? Ám sát ấu chúa chỉ là mở màn mà thôi, mục đích chính thức lại là kẻ khác. Hào Nam, người nói có kẻ khác như vậy nghĩa là sao? Muốn giết bác bộ đại nhân thật ra không có gì khó khăn. Nếu xung đột trực diện, khỏi tránh được tổn thương ngương khí của Đại Liêu mình. Làm cách nào không đổ máu mà đoạt lại được chánh quyền, đó mới chính là thượng sách. Chỉ có một người, chính người đó giúp mình hoàn thành sự nghiệp.
Hào Nam, ngươi đừng có vòng vo nữa. Mau nói đi, người đó là ai? Hoàng hậu sẽ nhanh chóng biết rõ. Hoàng hậu, hoàng hậu, hoàng hậu, Sa Ha Long đại nhân, Tiêu Nguyên soái đã đem rất nhiều binh mã tới Vĩnh Nghiệp tự. Tại sao kỳ vậy? Tại vì ngươi đã bị người ta theo dõi, cho nên mới biết mình ở chỗ này. Ta sẽ liều với bọn họ. Hey, đừng có nóng nảy. Tất cả đều nằm trong sự dự tính của ta. Kẻ mà giúp mình hoàn thành đại sự nghiệp đó chính là Tiêu Thiên Tả. Nhưng mà Tiêu Thiên Tả là tâm phúc của Bát Bộ đại nhân, thì làm sao lại giúp được cho mình? Muốn tiêu diệt Bát Bộ đại nhân, trước nhất phải ra tay nơi người tâm phục của họ. Chỉ cần mình thu phục được hắn, thì Bát Bộ đại nhân sẽ nằm trọn trong tay của tôi. Bát Bộ ơi, Tiêu Thiên Tả, đi theo ta. Có nơi chạy đi đâu? Đúng vậy, là ta, Gia Luật Hà Nam. Thì đã tất cả do người quấy rối đằng sau, do người chỉ thị sát thủ giết ông chúa. Ông chúa? Một đứa con nít mới mấy tuổi, làm sao lo nổi quốc gia đại sự? Đó chỉ là con số của Bát Bộ đại nhân trộn ra. Đem cả đất nước Đại Liêu nằm trộn trong con rối giật gì đó. Ngươi làm như vậy là có ý đồ gì? Mau nói. Từ xưa ngươi phải muốn giết ta sao? Ở đây tứ phía vắng vẻ, người biết ta cũng không ai biết. Ngươi tưởng bổn soái không giết được ngươi sao? Không ấy để tất cả những người bụng đủ. Nếu như mà ngươi hại được ta, ta sẽ đứng ngay đây để tùy ngươi chém giết. Được, bổn soái trọn vẹn cho ngươi. Thế nguyên soái, đừng vậy nha. Còn nếu như là ngươi bị thua thì làm sao? Thì cái đầu của ta sẵn sàng dâng lên. Ta không thích thú cái đầu của người. Nếu như ta may mắn được thắng người, ta bắt ngươi ngày nào còn sống phải trong thành chiếc cửu hoàng để đưa hoàng hậu ra giết chết trở lại, tiêu diệt Bát Bộ đại nhân, để mà giữ cho dạng nước của Đại Liêu được cường thịnh. Gia Luật Hào Nam, ngươi bắt ta làm loạn, có lẽ ngươi đã quá khinh thường ta rồi. Đường đường là một đại nguyên soái của Đại Liêu, không thể nào bán chúa cầu dinh. Hơn nữa, hoàng hậu chỉ là phái nữ, không thể nào thừa kế đại vị. Nguyên soái, Hào Nam có bản lãnh thông thiên, có thể biết được quá khứ vị lai. Thái hậu có tài cán phi thường, sau này sẽ đưa đất nước cường thịnh. Nếu như ngươi là kẻ biết chuyện, thì nên tránh tà quy thuận. Khỏi nói nhiều, trận chiến với ta với ngươi, lấy chết cả độ, đường ai nấy giữ. Ngoài ra đừng nói chuyện khác. Tiếp chiêu. Soái, vừa rồi làm phật lòng nhiều. Gia Luật Hào Nam, Tiêu Thiên Tả ta hôm nay bại dưới tay của người. Sĩ khả giết, bất khả nhục. Ta biết ta không bằng người, người có thể giết ta, nhưng không thể làm nhục ta. Nguyên soái quá lâu rồi, ông có đó là võ nghệ cải thế, còn Hào Nam có đó là biến hóa thần thông. Nếu ta hợp tác lại với nhau, nhất định hùng bá thiên hạ, sẽ giúp cho nước Liêu thống nhất Trung Nguyên. Nguyên soái nghĩ như thế nào? Ta không thể đầu phục hoàng hậu, càng không thể khuất phục dưới tay Gia Luật Hào Nam người. Người muốn giết ta thì giết, khỏi nói nhiều. Nguyên soái, nếu như ta muốn giết người thì dễ như trở bàn tay.
Nhưng mà ta muốn người biết rõ, chết có thể nhẹ như Long Hồng mà nặng như Thái Sơn. Bác Bộ đại nhân xưa nay đều đàn áp bá tánh, muôn dân lầm than. Ngoại trừ biết cố vị ra, họ còn biết được điều gì nữa chứ? Hào Nam không bao giờ coi trọng bọn họ. Còn nguyên soái là anh hùng một đời, tại sao phải vì bọn họ mà phải chịu cam phục? Ta biết cuộc đời của nguyên soái lấy đánh bại Dương gia tướng, an ổn muôn dân làm vinh thịnh. Nhưng mà khi tiền đế tại vị, nước Liêu đã mạnh mà đã đánh nhiều năm, cũng chưa thể bình định được Trung Nguyên. Chẳng lẽ ông cho rằng cái thứ nhà bối Bác Bộ đại nhân có thể làm cho nước Liêu mạnh lên, ổn định được dân sao? Hào Nam có thể quả quyết sau này Bác Bộ đại nhân hủy bỏ Từ Hán, khôi phục cựu chế, thì cơ ngơi của tiền đế sẽ bị hủy hoại trong nháy mắt. Lúc đó kẻ bị bại chính là nguyên soái, chứ không phải là Dương Gia Quân. Nguyên soái là người thông minh, chắc chắn biết lời nói của Hào Nam không phải ngụy tạo. Nguyên soái, quan hậu một lòng toàn diện các tâm nguyện của tiền đế, hy vọng một ngày nào đó hoàn thành đại sự nghiệp thống nhất bình định Trung Nguyên. Xưa có câu chim ngoan chọn cành mà đậu, tại sao nguyên soái không đọc phục dưới quyền hoàng hậu? Hào Nam có thể bảo đảm nguyên soái nhất định tội nghiệp tất cả, giẫm nát đất tống. Gia luật Hào Nam, nói về thuật mưu kế ta không thể nào bằng ngươi được. Đầu phục hoàng hậu cần phải ta sao? Ngươi khuyên ta quy hàng chỉ bất quá là dụ ta để kềm hãm Bác Bộ đại nhân. Ngày nào Bác Bộ đại nhân bị hạ, được chim bỏ nát, đương nhiên gạt bỏ ta. Nếu như nguyên soái đã biết mưu kế tài cán đều có thể bằng ta, thì đâu có chuyện uy hiếp của ta. Sau này ta hạ được Bác Bộ đại nhân xong, đâu cần phải giết người. Sở dĩ ta đây khuyên hàng nguyên soái, thứ nhất bởi vì ta thấy nguyên soái đúng là một anh hùng, không nên nhập bọn với Bác Bộ đại nhân làm thối danh ngàn đời. Hơn nữa hiện hoàng hậu đang cần người tài, nguyên soái là đồng hướng của Đại Liêu. Nếu không có sự giúp đỡ của nguyên soái, dù sau này hoàng hậu đo thành đại nghiệp thì cũng phải có sự lo âu. Thật ra ta cũng thừa biết trong lòng nguyên soái nghĩ sao. Trước đây sự hiểu lầm của người đối với ta, ta không bao giờ bỏ trong bụng đâu. Có lẽ nguyên soái đã nghe qua một cốt chuyện, đó là liên quan tới Niếp Tả Luân. Sương Như nguyên soái thì quý nhân Niếp Tả Luân của Đại Liêu, còn ta đây là Luân Sương Như của Đại Liêu. Hai kẻ cứ tranh nhau thì ngương khí của Đại Liêu bất ổn, người Tống sẽ thừa cơ hội lấn vào. Còn nếu như hai đứa ta hợp tác thì chắc chắn có thể diệt được Tống, bình định Trung Nguyên. Những gì ta cần nói đã nói rõ ràng, nặng nhẹ thế nào, muốn sống muốn chết, tự nguyên soái hãy quyết định đi. Được, Gia Luật Hào Nam, Tiêu Thiên Thả ta không phải là thứ tham sanh quý tử. Tất cả những việc ta làm hoàn toàn là vì Đại Liêu. Tiêu Thiên Tả ta xin thề với trời đất, nguyện đem hết sức lực trọn đời phò cho hoàng hậu bình định các bang, thống nhất Trung Nguyên. Hào Nam thế nào rồi? Bẩm nương nương, Hào Nam không phụ lòng đã mời được Tiêu Tiên Soái về đây. Mời Tiêu Tiên Soái. Hạ thần tham kiến nương nương. Tiêu Khanh Gia, mau đứng dậy đi. Tạ ơn nương nương. Tiêu Khanh Gia, ngươi thiệt là đồng ý giúp cho Ai Gia một tay hay sao? Tiêu Thiên Tả xin thề với trời đất, nguyện đem giọt máu suốt đời luôn luôn hầu giá cho hoàng hậu, lấy chết trung thành. Được, bây giờ Ai Gia muốn ngươi đi giết Bác Bộ đại nhân, ngươi có làm nổi hay không? Xin nương nương yên tâm, trong cặp mắt của Thiên Tả chết không đáng kể, muốn chém muốn giết dễ như trở bàn tay.
nhưng 8 con chó, họ đã có cả 1,000,000 binh mã. Nếu mà họ quay đầu trở lại, chỉ cần mình đánh một trận sấm sét không kịp bịt tai, giết họ trở tay không kịp, cho dù có nhiều binh mã đi nữa cũng khó thoát được cái chết. Tiêu Khanh Gia, cái chuyện này quan hệ trọng đại, không thành công sẽ thành nhân, một khi tham dự thì sẽ không có cách trở đầu đâu. Bác bộ đại nhân tôn hoành ngang ngược, trời than đất quán, thiên tả vì dân diệt bạo, vì nước trừ tà tiêu diệt kẻ gian, tuyệt đối không ân hận. Được, Ai Gia ngày hôm nay được thêm một hổ tướng giúp đỡ, tin chắc thành đại sự, nó sẽ ở trong tương lai rất là gần. Nương nương, tinh binh của hạ thần sẵn sàng chờ lệnh của hoàng hậu sai khiến. Đất nước Đại Liêu tại sao lại dám que như vậy? Em nghĩ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Xin hỏi đại ca, có chuyện gì? Chúng tôi từ bên Nam Thảo Nguyên tới đây để mà buôn bán, xin cho hỏi thăm ở đây xảy ra chuyện gì vậy hả? Các người không biết đâu, đại dương của nước tôi đã băng hà, quan phủ ra lệnh trong thời gian tang lễ các tiệm tùng tử quán đều không cho mở cửa để truy điệu ngài. Vậy xin hỏi tang lễ của đại dương vào lúc nào? Vào ngày mai. Hôm nay vô liều tưởng niệm, dân võ bá quan đều phải tới đường. Gia luật Hào Nam chắc chắn trong đó. Nhưng đường đường là một cung đường lớn lao như vậy, mình đi đâu mới tìm được hắn đây chứ hả?什么？Đẩy nắp hòm đại dương. Long thể của đại dương theo luật Liêu phải hỏa táng, cung thỉnh hoàng hậu nương nương với mọi băng phi cùng ngài ra đi theo ngài đăng thiên. Nương nương, trong cung có sẵn Phụng Loan, xin nương nương làm gương cho tam cung lục viện khởi giá trước,
xin nương nương khởi giá. Ta sẽ không bao giờ đi. Nương nương, bà muốn chống lệnh? Đây là lệnh của ai? Lệnh của Bắc Bộ đại nhân các ngươi à? Các ngươi chính là thứ loạn thần gian thần, ai giờ đâu có thể nào nghe lệnh của các ngươi? Người đâu? Cung thỉnh nương nương khởi giá. Dạ. Cứ làm nương nương sợ. Sa Hà Long, mau đứng dậy đi. Dạ. Sa Hà Long, ngươi làm loạn. Làm loạn là các ngươi. Bắc Bộ đại nhân, các ngươi đã dám làm nghịch ý của đại dương, làm nghịch luật lệ, các ngươi phạm đó là tử tội. Kẻ nào vi phạm luật lệ của đại liêu, kẻ đó mới là tử tội. Có phải tử tội hay không, chưa phải tất cả các ngươi quyết định. Gia Lục mày ở đây. Ngày hôm nay ta phải giết gian thần, giết quốc thần, nhân dân từ báo. Tôi đã nhận ra hắn rồi. Chính hắn là hung thủ giết ấu chúa. Đại tất, Nguyệt Can, các ngươi nghe đây. Cả cung thành đã bị chúng ta bao vây tứ phía rồi. Bọn người của chấp cánh cũng khó mà bay. Hãy mang chịu chết đi. Thiên Thả, bắt ngay hoàng hậu, rồi cùng giết ra ngoài. Được. Bẩm bố, đây là ý trời đã định, cho nên máu đạo hàng đi. Thì ra ngươi đã có âm mưu trước với bọn hắn. Có một cốt chuyện là bắt rắn trồn ổ, không biết mấy đại nhân có từng nghe qua chưa. Ngươi đừng có dụ đắc chí. 3 triệu binh mã của ta đang đồn trú ở ngoài thành, cho dù ngươi giết chết ta thì các ngươi cũng khó thoát khỏi ra thành. Tại sao bọn ta phải đi chứ? Chỉ cần ta bố trận ở trong cung thành, dù cho có 3 triệu hay là đông hơn nữa cũng không thể thoát khỏi bàn tay của ta. Huống hồ chi, nếu như giết chết bọn ngươi rồi thì họ sẽ rối loạn hàng ngũ, cho nên bọn ngươi đừng có hòng họ sẽ cứu các ngươi. Bọn ngươi tưởng chúng ta là tham sanh quý tử hay sao? Đại liêu lọt về tay của các ngươi, không những làm mất đi quy pháp của tổ tông mà còn có thể diệt vong dòng tộc. Các ngươi thường đem dùng tổ tông để ngay cửa miệng, như vậy các ngươi có thiết nghĩ cho muôn dân bá tánh không? Ngày trước tổ tông đã đặt luật ngay ở ngoài thảo nguyên, đã hoàn toàn không có thích hợp để mà áp dụng ngay ở tại đây. Không lẽ bá tánh của đại liêu còn phải giống hệt như là tổ tông ngày xưa, còn phải sống với lối sống mang rợ bên dòng nước thảo nguyên hay sao? Đó chính là luật lệ của tổ tông, không một ai có thể vi phạm được. Đúng vậy, ngày nào cũng bác bộ đại nhân ta, đừng hòng lộng hành. Các người rõ ràng là tàn nhẫn giả mang. Ngày trước thái tông hoàng đế của đại liêu ta gia luật bố trí đó, chính là nhờ người hắn, nhờ hàng bảo quy mới có thể sáng lập cơ nguy, xây dựng nước nhà. Bây giờ các người mặc vải sồ gấm dốc đó, ăn sơn trần hải vị, nhà sang cửa rộng, mọi đồ dùng ở trong nhà, tất cả các thứ đều là văn hóa của người Hán. Không lẽ các người còn muốn chống phá với xu hướng, đảo nghịch thời gian hay sao? Người Sĩ Đan lúc nào cũng mạnh hơn người Hán, tại sao mình phải học thói của họ? Văn hóa cũng là người Hán mạnh hơn mình, chọn kẻ hay mà tùng theo, có gì đâu mà không tốt. Ngày trước Tiêu Dân Đế của Bách Nghệ truyền bá văn hóa người Hán, phải được muôn dân sùng kính, đã lưu truyền cho tới ngày hôm nay. Bách Nghệ cuối cùng cũng không thể nào tránh được số mạng là vong quốc. Người sai rồi, Bách Nghệ diệt vong là bị diệt ở trong cái đám gian thần, vì họ nhất quyết phản đối Hán hóa, giờ đã tự tạo luật riêng cho mình. Rất tiếc nước lượng của ta lại xuất hiện cái số gian thần như vậy, hơn nữa còn đông tới 8 vị lận. Ai giờ không muốn để cho cơ nghiệp trăm năm của đại liêu quỷ ở trong một lúc, cho nên lấy đó trị đó thôi. Một hạng nữ lưu kiến thức eo hẹp, dù để cho các ngươi thay thế, các ngươi có thể thống lãnh đại liêu tiến lên của đường hùng mạnh được sao? Võ Tắc Thiên cũng là một đời nữ lưu, bả đã trị vì nhà Đường kỹ cương ngăn nắp, đã có biết bao nhiêu đàn ông cũng không có thể sánh bằng bả. Thổ dân của bà ta không biết bao nhiêu đàn ông cũng không bằng được. Người Hán có một bài văn thơ gọi là Thảo Mộc Triệu Hành, mắng bà ta thậm tệ lâm ly, không biết là hoàng hậu bà đã có từng nghe chưa? Điểm tựu công tàng
Hồ Mi, Phi Ngân, Hoạt Vũ. Sở dĩ người đời nguyên rủa, sở dĩ trời đất không tha, đó là tiềm tàng hỏa tâm, bổn hại thần trí. Hình dung như thế này quả thật đúng đắn vô cùng. Trị vì nước nhà không phải chỉ nói bằng cái miệng đâu, có thể lo cho muôn dân mọi điều, đó mới là minh quân. Ngày xưa những cái gì mà Võ Tắc Thiên đã làm được thì A Gia cũng có thể làm được. Hơn nữa ta càng phải làm cho tốt hơn Võ Tắc Thiên. Nhưng mà những ngày tháng đó ngươi không có nhìn thấy được đâu. Bộ ngươi tưởng ta là hạng tham sanh quý tử hay sao? Tiêu Thiên Tả, Mỹ Tình Đồng Liêu, ngươi hãy ra tay, nhanh lên. Được, ta sẽ trọn vẹn cho ngươi. Họ đang gọi đó, mình không nên đứng tay. Mình phải chờ cơ hội khác đi. Đi. Hạ thần đã khiến cho nương nương sợ hãi, xin nương nương tha tội. Không sao, mau bình thân. Ai giờ có các ngươi ở bên cạnh của ta, chỉ kinh hoàng chứ không có nguy hiểm. Khải bẩm nương nương, hiện tại quốc bạch đã diệt, nương nương phải đăng ngay tin này ra để mà công bố cho muôn dân biết. Nói đúng lắm, ai gia định là đem cái chuyện khôi phục kháng chế đó tuyên bố cho muôn dân, cho ổn định lòng người. Các vị khanh gia hãy cùng với ai gia đăng lên bảo tọa. Dạ. Dạ. Nương nương quả thật có phong cách của đế vương. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ nhiều chuyện, xin nương nương tha tội. Đứng dậy đi, ta đâu có trách ngươi điều gì. Tạ ơn nương nương. Thật ra cái giang sơn này lẽ ra phải thuộc về của đại dương, nhưng mà bây giờ vật đổi sao dời. Bây giờ chỉ có thể hy vọng mình có thể kế thừa đại chí của đại dương thì đã thỏa mãn mọi điều rồi. Dựa theo sự anh minh của nương nương, công trạng sau này không có thua cho đại dương trước đây đâu. Kính bẩm nương nương, Sa Ha Long đại nhân, Gia Luật đại nhân, Tiêu Nguyên Soái đang ở ngoài trước cửa xin gặp. Mau truyền. Dạ. Hạ thần tham kiến nương nương. Miễn lễ. Tạ ơn nương nương. À, tình trạng ở bên ngoài thế nào rồi? Kính bẩm nương nương, hiện tại thời cuộc đã ổn, các tàn dư của Bát Bộ đại nhân cũng đã bị hạ thần càn quét, chỉ cần một số nhỏ, không có đáng lo ngại. Binh mã của Bát Bộ đã bị hạ thần chiêu hàng, không dám phản nghịch. Chỉ bất quá là hạ thần chưa đánh gục hắn tại chỗ để hắn trốn thoát. Hơn nữa còn... Hơn nữa như thế nào? Mau nói. Hơn nữa còn để hắn trộm đi ngọc sải trong cung. Cái gì? Ngọc sải là món đồ quốc bảo của Đại Liêu, đâu có thể để làm mất được. Thần biết lỗi, xin nương nương tha thứ. Hạ thần sẽ cố gắng tìm ra tông tích để đoạt ngọc sải về. Xin nương nương đừng có nóng giận, và cũng không có nên trách Tiêu Nguyên Soái. Ít ra số thời chưa mạt, mất đi ngọc sải đó cũng là ý trời. Bình thân đi. Tạ ơn nương nương. Ai gia chỉ là lo ngại thả cọp về rừng,
Hậu quả vô cùng. Theo hạ thần được biết, ở khoảng giữa tai mũi của hắn vẫn có hắc khí vận hình. Đại đệ khó thoát kiếp số. Còn về việc mất ngọc sải, trước sau gì cũng vì nguyên chủ. Nương nương khỏi cần lo âu. Người nói thiệt sao? Hào Nam không hề dối trá. Sau tiết thu phần sẽ có hiện tượng. Nghe người nói như vậy thì ai giờ cũng được yên lòng hơn. Thật ra nương nương đã được muôn dân sùng kính, không cần ngọc sải vẫn có quyền quý. Cái mà nương nương còn thiếu đó là cái phong hiệu. Phong hiệu? Ừ. Cho nên người ta nói danh bất chánh thì ngôn bất thuận. Nương nương muốn gì Đại Liêu làm nên cơ nghiệp ngàn đời, được hậu thế tôn sùng, thì phải có lập hiệu. Được. Người có ý gì tốt không? Ừ. Thì đành trinh thuận nữ chủ. Trinh thuận nữ chủ? Đúng vậy. Trinh là chánh đáng, sau đó mới hợp với muôn vật. Người xưa có câu: vạn quốc dĩ trình, tắc thừa thiên pháp nhân. Từ nay nương nương lấy trinh thuận niên hiệu, sáng lập cho Đại Liêu một cục diện mới mẻ. Tốt. Hào Nam quả thật là trí tuệ uyên bác. Từ nay thì ai gia sẽ là trinh thuận nữ chủ. Tiền đế băng hà, nước không thể một ngày không vua. Nữ chủ anh minh, ơn trạch muôn dân, đã được vạn dân sùng kính. Nay chánh thức đăng ngai thành vua, lấy niên hiệu trinh thuận, mà cũng là trinh thuận nữ chủ. Khâm chỉ. Các vị khanh gia, bình thân. Tạ nữ chủ bệ hạ. Tiền đế băng hà, Bát Bộ đại nhân âm mưu phản loạn, may là được các vị khanh gia phò trì ai gia, tiêu diệt gian tặc, trừ tà quy chánh, nhất là gia luật Hào Nam, Tiêu Thiên Tả, gia luật Tôn Nguyên, ba vị khanh gia công tàu lò lớn. Ai gia đã quyết định luận công ban thưởng. Gia luật Hào Nam, Tiêu Thiên Tả, gia luật Tôn Nguyên, các khanh hãy tiến gần để mà thụ phong. Thần gia luật Hào Nam, thần Tiêu Thiên Tả, thần gia luật Tôn Nguyên. Bây giờ ai gia chính thức sắc phong gia luật Hào Nam thành thừa tướng, Tiêu Thiên Tả thành thượng trụ quốc ngũ đao binh mã đại nguyên soái, gia luật Tôn Nguyên thành Nam Quyển đại dương. Các vị khanh gia hãy nghe phong. Các vị đã có công giữ nước, quan chức sẽ được thăng một cấp để cùng hưởng thăng bình. Hy vọng là các vị từ nay đồng tâm hiệp lực phò trì ai gia để phát huy Đại Liêu, thống nhất Trung Nguyên, quay trấn tứ hải. Tạ nữ chủ bệ hạ. Bệ hạ anh minh, thật dứt khoát trung thành cẩn cẩn để đền báo ơn đức bệ hạ. Nhà gia luật Hào Nam ở đâu? Ông ở ngoài thành trong một căn nhà ở trên đồi nhỏ. Có thật hay không? Thật chứ. Quyến La, Quyến La. Tôn Nguyên, anh về rồi đó hả? Em thì lại lo cho anh quá à. Hằng ngày em đều cầu nguyện với trời đất cho anh được bình yên trở về. Kết quả đã được như ý. Qua đây, ngồi xuống đi rồi nói. Chồng của em là một kẻ dũng mãnh, giết hồn giết beo ở trên núi như là trở bàn tay, đâu cần em lo lắng chứ. Anh cũng biết là người ở trong triều đình còn dữ hơn là hồn beo. Anh vô trong đó em thì lại lo lắm. Chẳng lẽ em không muốn được phong hầu bài tướng để một cuộc đời được quy hoàng sao? Ý của em không phải là như vậy. Em cũng biết là ở trong rừng núi thì là khổ sở cho anh lắm. Nếu như anh được vượt trội mọi người thì dĩ nhiên là tốt. Chỉ vì... Chỉ vì sao? Thôi đừng nói mấy cái chuyện đó nữa. Anh giúp cho hoàng hậu nhiếp chánh có được thuận thảo hay không? Em nói đi. Anh được bình an trở về thì em đã biết kết quả rồi. Nhưng mà người xấu hại hoàng hậu đông quá, tiêu diệt hết chưa? Chỉ còn một số tàn dư, không có đáng ngại. Vậy thì cũng đỡ.
Em còn sợ là anh phải đi dài dài, vậy thì vợ chồng của mình không có sống được yên ổn. Từ lúc vô nhà tới giờ, em không có hỏi hoàng hậu ban thí cho anh điều gì, hay là em không có muốn tương lai của anh là thế nào hả? Thật ra có ban thí cái gì cũng không quan trọng, chỉ cần là anh được bình yên trở về thì em đã vui. Nguyễn Lan, hoàng hậu ban thí cho anh thiếp hầu gái đẹp, nhưng mà anh đã từ chối hết. Ở trong thâm tâm của anh, ngoại trừ em ra, không có ai đáng để cho anh lưu luyến hết. Em còn sợ là ngày sau anh phú quý sẽ quên mất em nữa chứ. Vậy thì em đã quá khi em rồi. Lẽ ra anh phải ở trong cung, nhưng mà anh muốn vội gặp em, cho nên anh về đây một phen để mà báo tin với em. Đây là ấn phong dương của hoàng hậu ban thí. Hoàng hậu sẽ phong em thành quận chúa. Phú quý của anh tức là vinh hoa của em. Thật ra giàu sang như mây bay em không cần thiết, chỉ cần anh một lòng thương em mà lại cống hiến cho nước nhà, tạo phước cho muôn dân thì em đã vui rồi. Điều này em yên tâm đi, anh nhất định sẽ tội nguyện cho em. Tôn Nguyên, thưa tướng, Nam Nguyễn Đại Dương, sự thật là chuyện gì mà hối hả quá vậy? Trong cung phát giác thích khách, thiệt khốn kiếp. Ta ra coi thử. Ê, họ đi tới kiếm ta thôi. Gia luật hầu Nam, các người tới rồi hả? Người Quyền, em mới chỉ mà hiểm tới đây chứ gì Dương già, có đáng không? Không cần nói nhiều, hôm nay ta tới đây là để giải ngươi về Đại Tống.